Những chiếc máy dệt tốc độ cao này có giá khoảng 3.000 đô la Mỹ, dùng để sản xuất ra các loại dây buộc giày, buộc nón, dây buộc trên quần áo. Máy hoạt động với hàng chục cuộn chỉ được lắp đặt ở phía trên, năng suất gấp hàng trăm lần người công nhân làm một máy hiện nay. Tùy từng nhà máy sản xuất, dây chuyền hoạt động của doanh nghiệp, hệ thống máy này sẽ được lắp đặt một cách phù hợp nhất cho doanh nghiệp. Hiện nay, loại máy trên đã được lắp đặt cho một số doanh nghiệp FDI ở Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh. Tùy theo nhu cầu dùng máy dạng đứng hay nằm, rất nhiều máy móc công nghệ hiện đại đều có mặt ở triển lãm, phục vụ cho doanh nghiệp trong ngành may mặc. Máy này là ở Việt Nam là rất nhiều, là ở Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, ở Bình Dương là rất nhiều. Máy này là máy 2019 mà ở bên Trung Quốc là mới nhất rồi. Là máy này sản xuất là sử dụng làm vải, làm vỡ, làm dây đai, làm dây tầng, tất cả nhiều loại lắm. Có nhiều loại, có 300 máy chọc chiều, có 400 máy chọc chiều có. Còn đây là loại máy thêu do Nhật Bản sản xuất, có giá khoảng 270 triệu đồng. Loại máy trên đang được nhiều doanh nghiệp, cá nhân ở Việt Nam sử dụng. Với công nghệ tự động hóa cao, máy thêu này có thể thêu lên nhiều dạng đồ vật khác nhau, từ quần áo, nón, giày, vớ, ly đựng nước, gấu bông, ốp lưng điện thoại. Theo đại diện công ty, loại máy thêu trên thuộc hàng công nghệ cao, chỉ cần cài đặt chương trình, người dùng có thể làm việc khác một cách dễ dàng. Máy nhỏ gọn, không chỉ phù hợp cho doanh nghiệp mà còn là những người khởi nghiệp muốn dấn thân trong lĩnh vực may thêu, làm hàng handmade. Đa phần doanh nghiệp dùng dòng máy thêu trên đều có sản phẩm xuất đi thị trường nước ngoài ở Mỹ, EU, Hàn Quốc. Đây là máy thêu một đầu của Tajima. Là tất cả máy thêu này đều có thể thêu lên trên những cái sản phẩm mà thành phẩm rồi và bán thành phẩm. Và tất cả doanh nghiệp có thể sử dụng máy thêu này trong trường hợp làm quà tặng, shop thể thao, thời trang và được rất là nhiều thứ sản phẩm mà khách hàng có thể trải nghiệm được. Họ có thể làm được cái cá nhân hóa sản phẩm nó lên và tạo nên cái tính riêng của mình cho từng cái sản phẩm nó khác nhau. Những bạn trẻ có thể tự lập nghiệp và tạo nên một cái sự nghiệp riêng của mình đó, thì có thể trả góp cho bên em và bên em có phần hỗ trợ trả góp cho khách hàng để khách hàng có thể thao tác và sử dụng máy bên em dễ dàng hơn. Bên cạnh những máy móc công nghệ mới nhất của ngành dệt may từ Trung Quốc, Pháp, Đức, Hồng Kông, Nhật Bản, Malaysia, Nigeria, Romania, Singapore, nhiều quốc gia còn đem đến triển lãm giới thiệu nguồn nguyên liệu, vải, sợi có chất lượng tốt, đạt đầy đủ tiêu chuẩn xuất xứ hàng hóa theo các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết. Nổi bật nhất là những doanh nghiệp từ Ấn Độ, họ đem tới nhiều loại vải, sợi nguyên liệu có chất lượng tốt với màu sắc, kích cỡ khác nhau cho từng nhu cầu của doanh nghiệp. Theo những đối tác Ấn Độ, sản phẩm nguyên phụ liệu của họ trong ngành dệt may đã có đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp cho xuất khẩu và làm những sản phẩm có chất lượng cao cho nhiều thị trường khác nhau. Những máy móc của chúng tôi đều phù hợp với những nhà máy sản xuất hàng may mặc tại Việt Nam. Chúng tôi cho ra những sản phẩm vải chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng gia công, làm trực tiếp cho doanh nghiệp Việt. Thực tế, những sản phẩm vải của chúng tôi đã có một số đối tác từ Việt Nam mua về sử dụng. Những sản phẩm này hoàn toàn đáp ứng được cho các doanh nghiệp Việt Nam khi muốn xuất khẩu qua các thị trường mà Việt Nam đã tham gia các hiệp định thương mại tự do. Tôi nghĩ các doanh nghiệp dệt may Việt Nam khi đem sản phẩm của mình đi tiếp thị ở thế giới thì phải chú trọng vào chất lượng của sản phẩm, nhất là phải quan tâm đến những nguyên liệu có tiêu chuẩn để sản xuất. Ví dụ như nên dùng những nguyên liệu tốt, có đảm bảo an toàn để khi người tiêu dùng mặc vào, một số hóa chất trong quần áo không ảnh hưởng đến người mặc nó. Những sản phẩm của chúng tôi sản xuất trên một dây chuyền hiện đại đạt đầy đủ các tiêu chuẩn cho việc in ấn trong ngành may mặc. Phần mềm Vision BLM là một giải pháp dựa trên trình duyệt linh hoạt, tích hợp các quy trình tiện sản xuất. Vision BLM cung cấp một bản làm việc thực tế từ thiết kế, phát triển nguyên vật liệu và sản phẩm đến việc lấy mẫu, phê duyệt, chi phí và theo dõi đơn hàng. Dường như tất cả các công đoạn trong ngành dệt may sẽ chạy trơn tru, có quy trình, hệ thống hóa cao độ nếu doanh nghiệp áp dụng nó. Vision BLM được giới thiệu tại triển lãm quốc tế dệt may, thu hút không ít sự quan tâm của khách tham quan trong nước lẫn quốc tế. Công nghệ này là một phần của Cốt Phong Phú. Thì Cốt Phong Phú hồi đó giờ người ta nổi tiếng về chỉ. Và ở đây họ cũng và hiện tại đây họ phát triển về mảng công nghệ. Chúng tôi gồm có 5 cái sản phẩm. Mỗi sản phẩm nó sẽ ứng dụng cho một bộ phận khác nhau, giúp ích cho con người làm việc một cách hiệu quả hơn, tốt hơn. Gồm bộ phận thương mại, bộ nó sẽ một phần mềm giúp ích cho bộ phận kế hoạch, 3 phần mềm còn lại là sẽ giúp ích cho bộ mình sản xuất. Thì gồm trong đó có bộ phận gọi là phòng cắt. Đội ngũ của chúng tôi xuống đào tạo thì thường kéo dài từ 2 tới 3 tuần. Sau cái đào tạo đó,
vẫn theo dõi và support họ. Bên tôi tìm hiểu cái quy trình của nhà máy, giúp ích cho nhà máy hiểu được cái phần mềm của mình tương đương và ứng dụng cái phần mềm của đó vào trong cái sản xuất như thế nào, có bị gặp trục trặc ở đâu hay không. Có thể khẳng định rằng, trong nhiều năm trở lại đây, không ít doanh nghiệp Việt Nam có những triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may là điểm đến quen thuộc, giúp họ có cơ hội tham quan, tìm hiểu, lựa chọn thiết bị có trình độ công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường từ các nước công nghiệp tiên tiến. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách của Bộ Công Thương, thời gian qua, tuy trình độ công nghệ trong lĩnh vực may của Việt Nam đã có nhiều thay đổi, tuy nhiên vẫn còn ở mức thấp và chậm so với các nước khác trong khu vực và thế giới. Cụ thể, hiện tỷ lệ sử dụng các thiết bị công nghệ có trình độ cao, đặc biệt là sử dụng phần mềm trong thiết kế sản phẩm, quản lý sản xuất, chỉ chiếm khoảng 20%. 70% thiết bị có công nghệ trung bình, 10% là công nghệ thấp. Thiết nghĩ để đón nhận được những ưu đãi từ Hiệp định EVFTA và CPTPP đem lại, biến những cơ hội thành đơn hàng xuất khẩu lớn, ngành dệt may Việt Nam cần phải thay đổi, cải cách để không bị mất đi những cơ hội làm giàu cho đất nước, doanh nghiệp và người lao động.